Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, ngay trưa nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp để triển khai công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch cũng như tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại cuộc họp, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã báo cáo nhanh về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn cũng như việc triển khai công tác chuẩn bị bầu cử hiện nay. Sau khi nghe ý kiến thảo luận của một số đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ biểu dương Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp cũng như đông đảo nhân dân trong tỉnh đã triển khai nhanh, hiệu quả và chấp hành tốt các biện pháp cấp bách phòng chống dịch thời gian qua. Đối với tình hình dịch bệnh hiện nay, đồng chí yêu cầu cần tập trung dồn toàn lực dập dịch, đồng thời phải dự báo sát khả năng diễn biến của dịch bệnh để có phương án chuẩn bị ứng phó kịp thời, hiệu quả. Kinh nghiệm của chúng ta khi mà chúng ta xử lý tình hình ở Chí Trung Tân Quang, chúng ta xử lý tình hình ở Yên Phú Yên Mỹ, thì giờ tiếp tục phải được phát huy. Chúng ta thực hiện theo cái sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là thần tốc, tích cực, triệt để, kiên quyết, khẩn trương, linh hoạt, sáng tạo, kịp thời, mạnh mẽ, chặt chẽ, chủ động, tăng tốc và thực hiện nghiêm. Nhất là đối với những nơi mà thực hiện phong tỏa, những nơi giãn cách. Việc thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh hay từng địa phương theo các mức độ cần căn cứ diễn biến tình hình thực tế của dịch bệnh, đồng thời phải đảm bảo cho công tác bầu cử, thi tốt nghiệp cũng như tiêu thụ nông sản cho nhân dân, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép. Về công tác bầu cử, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trước mắt việc tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cần bám sát hướng dẫn số 61 ngày 4 tháng 5 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng như các hướng dẫn tại kế hoạch số 538 ngày 22 tháng 4 của Bộ Y tế và có sự vận dụng linh hoạt. Những nơi nào mà vẫn tổ chức tiếp xúc được trực tiếp thì tổ chức thực hiện theo 5K, trừ những nơi phải phong tỏa thì cấp ủy chính quyền nơi đó và ban chỉ đạo bầu cử nơi đó phải tạo điều kiện tối đa để thực hiện công tác trực tuyến, chứ chúng ta không thể bỏ tiếp xúc được. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lực lượng công an, quân đội, y tế tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự cũng như phòng chống dịch cho từng điểm bầu cử. Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng xem xét cho ý kiến về định hướng quy hoạch, phương án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 kết nối Hà Nội với các tỉnh thuộc vùng thủ đô.